Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Bên đây điện mặt trời. Quá trời mặt trời luôn. Đây đã nhiều quẹo gì. Chưa quẹo thẳng luôn. Đây nè. Đây nè, đây quay tay nè. Thấy chưa? Không bay đâu, con cua sa nằm sao bay được. Chị nạn đầu tiên nha, chưa test dây nha. Má, trúng cánh nè. Thấy gọn gàng chưa? Sát cánh luôn anh em ơi. Văn lòng luôn. Má gì đầu tiên luôn. Gọn gàng không? Văn lòng. Vô thùng rồi, đứt thùng rồi. Vô đứt thùng mày. Không hiểu ý chân trời. Ừ. Bỏ ngồi bỡ đi. Anh đứt thùng mày. Đó. Chưa chút xíu nữa nó mê ăn. Đó thấy em rồi. Chưa nó mê ăn. Anh nhìn cho. Chút nữa. Đang ăn chút nữa. Chút nữa. Nó đang ăn cá chút nữa. Dứt. Trời ơi. Chút nữa anh em. Trời ơi, ba bốn con luôn. Xác sức 50%. Ghế nào vậy? Ừ, thấy rồi, nổ bốc rồi. Không biết rồi đây. Có anh bắn cu này nữa. Ơi, sao vô lá vậy? Hất bi nữa mà, lẻ lên. Con đậu nẹt lá hả? Còn con kia nó gáy này khí thế luôn. Không có đâu. Ủa đâu rồi hai con? Bật ló. Đâu rồi? Chưa tới anh bay rồi. Bi đâu? Hết bi hả? Bài anh em. Gì mà bự cái đó hả? Chưa, đứng yên. Làm cặp luôn. Mấy anh tự thoát với anh à. Còn cu mày gớt đâu rồi? Mày gớt đất chưa? Gớt đất chưa? Mày gớt đất chưa? À đây. Nằm phơi lông hả mày? Thấy chưa? Em thấy chưa? Em bật tiếng cu đi. Làm vài pha nữa đi. Anh em mình làm với nó đi. Hay nè, con nhí nhóc này nè. Đâu rồi? Còn con đâu rồi? Bay luôn. Kìa, vô điện ba con kìa, kiếm nó đi. Con nhí mọi người.
Mày bắn tốt luôn mọi người. Bắn không nhúc nhích luôn. Bắn xiên. Ôi là một con. Hiện tại bên Sầu Ca bán đầy đủ các phụ kiện thun bi ná phục vụ anh em đi săn nha anh em. Thì anh em xem video thì có thể mua ủng hộ Sầu Ca nha. Đây là hết bi, đây là các mẫu ná mà Sầu Ca đã có sẵn nha anh em. Thì anh em liên hệ số Zalo trên màn hình nè anh em để mua hàng ủng hộ Sầu Ca nha. Con này đi, xiên luôn. Ngày đầu. À, đó ngày đầu ra sớt đầu. Má tù hú đây nè. Bài bài đậu Phú Anh chạy vô bắn cái gặp hai thanh nhí. Kìa. Má chùa bao ông con làm đéo kịp. Chết mấy con rồi. Đó, một bao luôn rồi. Mấy con rồi? Hai con. Hai tù hú, hai con bìm bịp. Con bìm con tù hú hả? Súp này không có chim rồi. Về khúc Mỹ Xuyên. Không, về khúc anh sáng á, khúc anh gửi mới gửi cho em á. Nó bay vô trên đầu không, mình làm đéo kịp khúc đó đó. Rồi thắng rồi. Thắng rồi đi. Học thắng rồi. Mấy. Ủa mà đâu rồi? Không, nghe một lần á, nghe một lần á. Nhìn á. Qua lùm tre luôn rồi. Qua chỗ ám sậy lùm tre. Không, nó không gớt đây đâu em. Nó qua cái ruộng luôn. Qua cái đám đó luôn, qua cái lùm tre luôn. Ừ. Qua đây nè. Mà không biết nó có rớt không, nó tìm đại chứ sao vậy. Đây nè. Mình thấy sạc tới đây là mất dấu rồi. Tới đây nè. Mình thấy sạc đây nè. Nó bay tới đây. Tới đây là mất dấu rồi. Anh chỉ nhìn thấy tới đây thôi. Rồi rồi con. Cú cơm. Cười bật lo lên. Ai biết đâu đụng mấy cu cơm đây nè. Ổ đây nè. Nha, ai biết. Vô đi, vô nắp đi. Trời mẹ. Đủ trầm bá luôn. Đủ trầm bá luôn. Mà chúng ta không bắn được gì luôn. Ai con tù hú má con mong mà thấy đưa đích đồ má tính thông nữa mà nó thẳng đứng quá cái đó thiệt má đốm xéo xéo kia bắn được rồi nãy chỉ em mà em thấy chắc em thấy quá thấy bắn được rồi. Rồi đấy còn viên bi tám nào luôn. Trời đúng đương viên một cho cha.
đồng rỗi đúng đẹp. Chỗ này chỗ sinh tồn của con Tuấn nè, bắt phơi nắng. Em nướng ở đâu? Nướng ở đâu? Mấy má chưa dựng 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 xuống tỉnh bờ. Ở đây có me rồi ăn được rồi đủ hết trơn à. Anh là phải có thôi chứ. Bảo. Kìa, chim bói trên dây điện không ai bắn kìa. Ba viên chung cái nó vũ luôn vậy. Tới lượt em rồi đó. Bố mày xong rồi tới lượt chung kìa. Anh siêu ơn rồi lấy dép chọn nó vô. Quay anh Phố kìa. Nó dặn hết à. Bắn ơi. Nữa, đi lại nữa. Tới chung. Phố hết lượt rồi, anh Giang Duyên nha. Tới chung nha. Má em đi em. Vui chứ trời, vui chứ trời. Nhìn Tấn giờ đẹp trai chứ trời. Tới lượt của con ta chưa tới lượt mày nha. Nhìn Tấn đẹp trai chứ trời. Bữa nay thấy Tấn đẹp trai rõ ra luôn. Rồi, chưa tới lượt em, tới lượt có đạn luôn hả? Có đạn hả? Ôi, trời ơi. Sát tí rồi ba ơi. Rồi hiện tại là mấy anh em mình đang đi về anh em. Bắn xong về bây giờ là mấy anh em mình đang tập trung lại đây chuẩn bị sinh tồn. Này giao lưu là buổi thứ ba với anh em Sóc Trăng nha mọi người. Đúng không? Không kiếm thì đã là tôi hú cho em được. Hú em được cái gì chứ. Con có hú đã chứ. Bay nhau. Rồi đổ chim rồi đi. Rồi đổ chim rồi đi. Đây đây, đổ chim nha. Đang chuẩn bị chụp chim nè. Nè, có con sáo nữa không? Chim anh quay đi chứ. Chim anh là chim sống không à. Quay đi chút nướng quay nữa là được biết. Chạy. Rồi, chạy đó, thấy không? Chim chim sống nè, con chim nó chạy. Rồi sắp đi chụp hình cái đúng không? Rồi xấu nghe mọi người. Điểm đi.
Quá trời hôm nay luôn rồi. Biết gì vậy? Ta kẹ hai cậu cháu bồi có chừng 20 viên rồi. Rồi anh em mới vô đi. Hả? Nay cũng anh bọc đó với hai con hú. Trời. Hết chim mà về. Đó. Rồi thôi mình kết thúc video luôn nha anh em. Mình lên trên với hai cái này. Là bên tí nha. Ba sĩ tiền xăng 100.000 nó 4 tỷ. Rồi mình qua. Thùng lấy thùng bê đặng được bốn con. Không có kiến nè. Đã dư trời, nhiều dư trời. Mấy chục con cu. Nghĩ là mình nên kiếm cái chỗ nào đẹp đẹp hơn nướng ha. Thấy giờ đó. Mấy chú cánh cái Phật bay trời. Mấy chú cánh cái Phật bay trời. Ừ. Quay lại cua đi, cua nó đẹp có nước nữa. Thôi quay lại cua đi, bỏ vô con. Thấy. Gom chim bỏ vô quay lại cái khúc cua kia nữa. Không, quay lại khúc cua đi. Cô này nè, anh thấy có cua có 7 nghìn. Nãy trong cái đập đó hả? Không, ra khúc này. Cua này nè, cái cua ở chỗ bữa hổm em lụm con cà lò dữ dội cho nó đó. Đó rồi, bữa nay nó là tiền giả. Rồi, đi. Rồi lại cua đi. Chim chưa? Về xe Phú Anh. Về xe em. Một tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 người. Mười người. Dở. Xe mới bị bắt. Đi. Quá đèn chạy. Này quá đẹp đi. Lần kia mình nhổ lông rồi mình nướng nha mọi người. Cái này tao nuôi tôm không ha. Mấy cái khu này tôm hết luôn. Trời ơi, ông cô đỉnh như bà, ông cô tắt ga luôn. Ông cô tắt xe.
ở cò bay trước nè, đáp nè, đáp nè, chết tiên tướng nè, này đẹp quá, có dạt bay luôn. Bữa nào phải làm liên sinh tồn chứ không đi săn nữa, sinh tồn ngoài biển á. Dạ là muốn sinh tồn đó, không không có đi, không có đi bắn chim, không phải mò biển đâu đó, không phải trải nghiệm. Bữa nào đi săn, đi săn ở chỗ này nè, im hơn chỗ nãy nhiều. Rồi, tới mọi người. Chỗ này im hơn nhiều. Nướng đây nè, quyết định mình nướng chỗ này nè. Đó, im không? Quyết định tôi nướng chỗ này nè. Đây có gì không? Có cái gì bắn mọi người? Nè, nhổ đi. Nhổ em ơi. Chỗ này hồi đó có cái chòi á. Đi tụi em dài quá. Ê, nhổ xuống. Ê, mồi. Nhổ quá. Chết rồi. Đập. Có gì vậy? Trời ơi, trời ơi, nhỏ à. Nghe bắn xíu trúng cù. Nghe nhổ cù đi. Đây, đợi tài vô, thang vô biết chừng nào chạy. Tài chạy chạy. Lên chú bố. Chết cái đó luôn hả? Rồi, bắn con hú nhổ kêu đỡ ghiền ngay. Qua đóng con người con nhổ đỡ mình. Là kỹ lên cù. Qua mà rồi chính đây nè mọi người, hôm nay sinh tồn nhẹ sương sương vị tài ơi, 5:30 rồi mấy bạn ơi, rồi ai ai xé đi, vô đi mấy con nào bự bỏ riêng bên bạn chờ tôi chút nó còn níu kéo kìa. Này sẽ chắc nhắc vậy. Quay em chung. Quay à. Em kết thúc rồi. Quay làm nước nhỏ quăng chứ nhỏ. Quăng tiếp tay quăng vô ngắn. Trời. Nè lấy cái dao nè. Rồi ơi mấy. Ui trời. Xe ông chú kìa. Chú nè mày. Ai phụ 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 chú coi. Nè nè nè. Đẩy xe có tiếng tấn vô. Đẩy xe có tiếng già vô. Đẩy xuống kinh luôn cũng được nữa. Đẩy vậy. Tụng mình tính châu què mà thường châu lành hả. Đẩy xuống kinh luôn đi. Cái này cái cây cũng nhăn. Ủa, cái này cái thần cao hả? Đồ con ngu. Nhăn có cái này mà nó nhỏ hơn chút. Trốn chết rồi, quay nó nhảy chết luôn. Tao ghét mày nào vậy? Tao để gì hoài luôn nè, đứng mày coi. Đứng mày coi. Mày phim mà ngại, ghét ghét, lỗi lỗi. Này Phú Anh nghe bạn, Phú Sì Kè bạn. Rồi vô đây mọi người. Đây. Đi cắt khúc đó ra nghe. Đây nè. Sinh tồn. Vậy cắt khúc đó ra nữa ha, có dụng dây xanh nè. Đang kết thúc nhất cũng được được xem mà. Anh có bắn được gì đâu mà quay. Trời ơi. Xích vô tài ơi. Mình xuống đây Minh. Đẹp rồi, xích vô. Mình xuống đây.
Xe của tôi đã lên rồi. Số qua đi rồi nha, nhưng mà chạy đường ngoài này. Sinh nhật của bạn Tính nha nè. Ba hồn bảy vía mình nó xuống rồi. Nè nè nè, phát hiện rồi nè. Có bánh kem hồng kìa. Ăn không? Ăn không em chia cho. Ba. Có bánh kem nữa kìa. Rồi vô tại em bắt đi. Chim lạ nè, chim lạ nãy bắt không? Ăn thử đi, ngọt. Về giống chim vía vàng vàng á. Ngon. Em bán không ăn. Lạ lạ. Sớm rồi. Em làm gì làm? Được chưa? Tivi à. Ba báo. Có ba báo. Rồi băng phố anh sao. Vô vô vô. Buồn sao anh sao, anh sao cười anh sao đuối anh sao. Hết nổi em bạn ơi, ba bữa quá trời. Lên bờ xuống ruộng luôn. Ừ, các bạn tài diễn con ừ. Này ngon không rồi tiếng già đi bữa nay hơi xuống nào nhớ độ chứ bà hạ tôi hút nha vợ chồng cứ bỏ ngoài hè nè anh em vợ vợ chồng cứ bỏ đây nè tiền bê ở ngoài đang nướng chim anh em dùng tôi đang ở chợ này mấy anh em mình đi săn vòng vòng bên Mỹ Tú này giờ trở về Trần Đề rồi rồi sẽ thích vô vợ chồng bê vô ngồi kìa ngồi ăn đi, tự xé đi ông ba. Ba nè. Chín chưa vậy? Phố xì tê. Rồi chín không vậy? Vậy vợ từ bên. Vô ngồi đi, ngồi ăn đi. Rồi mời cả nhà dùng bữa với mình nha. Chế lên bên ba tư chế thịt ăn gì? Vô, buông vô, buông vô. Anh Minh, Tính, chung xích qua, chừa lỗ hay chồng ta. Nước nãy giờ cũng chết. Ủa bê ăn mì bẹp nữa hả? Ăn cu rồi, đồ hú rồi nữa hả? Tưởng không ăn chứ? Có ai thấy tôi không? Hả? À, chân này có trứng nữa nè. Vô ngồi nè. Nó có trứng ở ngoài luôn rồi. Con gì vậy? Cu. Cu trứng luôn hả? Rồi ai bắn bể trứng rồi? Cu có trứng. Bể trứng luôn rồi. Không, xé từ từ vô. Dạ, mà anh em ngồi ăn với những anh em mình ở đây nha. Vô nè. Vô. Vô anh đây. Cao bóng sao nè anh em ơi. Nè lấy dép tay nè. Rồi. Ai chơi bật ai chơi cá bóng sao vào lồi đi. Rồi đi ai mà cửa mình gõ mà khép cửa mình lên tứ. Ai nói tôi ngu tôi chịu. Bữa đầu của em. Rồi lấy dép tay nè lót ngồi đi nè đi vô gì. Bắn bằng khí rồi. Quá trời luôn. Lên nước cho ta lại. Mà đi đúng nước kìa. Mấy nước này lớn rồi. Chỉ mới bữa nước rồng như đợt trước qua băm của nước giải á. Em cầm cái vỏ của nó tháng. Ngồi lên con. Đúng rồi. Cái vỏ đó. Bữa lưng mê luôn, lưng bắn lưng mê luôn. Quá trời thôi lồi bự. Dạ ông ơi, anh em mới sang tiếp. Mến Sóc Trăng cái gì sao? Không có á. Ngày 3 ngày chứ còn. Chung nó lòn 7 ngày lận. Trong vòng 7 ngày hả? Trong vòng 7 trong ngày. Trong vòng mà. Ừ, thì trong vòng 7 ngày. Cái nói thì ở lại mai lấy. Mời giải quyết cũng được vậy. Bình thường. Sao mới lại mời về luôn trời. Lấy tiền kia không được. Vì lấy tiền anh nè, mốt vậy đứa lại. Trời ơi, đúng rồi, tiền bê kìa. Tiền bê luôn đúng rồi. Nhắm mà giật nói gì? Biết nhà mà. Mình có clip đây luôn nha anh em. Anh em xem clip có vui thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Và anh em có mua hàng ủng hộ thì liên hệ số điện thoại 300.000 dễ gì tôi cũng vui. Hôm nãy giờ đang quay nói gì. Cũng mệt cũng được. Có gì ngon ngon không? Quay lại quay lại. Quay lại. Cụ tưởng luôn. Em có nhiều quá lần tới á. Cụ tưởng thịt một ngày. Gần về mà cũng ra. Kiều Tính ơi. Đợi mai ta giải quyết vậy luôn ơi, Tính ơi. Anh Sào ngủ không? Ừ. Bỏ lại với em đi. Mấy số thổi anh chưa? Tính ra không gọi. Ừ, không gọi anh. Chịu đi, chịu đi. Có giá rồi đó. Mà mấy em cho anh quốc lại được không? Ủa, sao quốc lại không? Anh, em quốc lại em là người cần. Em là người cần. Hơi đau nha. Cái gì? Nhưng mà đã. Gì? Chân cô Yến. Chân nó có màu vậy đó. Màu tự nhiên. Cùng câu hỏi với bé bé phố. Mày có bé phố à? Bé phố xì kè à? Ừ. Sao em cảm thấy dọn cương nó đỏ ét vậy? Mấy để bữa nào em qua phố chơi bữa. Trời ơi cái gì vậy? Mình có, cái này ngon lắm nè. Đi hôm qua chơi thôi, dịch phố còn đầy. Dạ mấy. Ừ. Con dịch ăn cũng chết, bố ăn cũng lộn rồi. Mở không? Có bánh bao không là? Ừ. Chủ trang chạy dịch. Mình nó hú gì đó gì vậy? Ừ, ăn uống gì? Ăn lại. Ừ, ăn tôi uống thôi, ăn đồ. Chị nói chị ăn, ngồi kế chị ăn ngủ em. Sẽ cho mình. Còn chị ăn không vậy? Mình sẽ cho vợ anh. Vợ anh đó anh Bì. Em muốn nói gì vấn đề đó nói gì? Anh Bì. Anh Bì.
Con này có gì chơi? Ai sẽ cho chung cái hộp câu coi. Đây nè nè, đang 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 đang. Anh em làm đàng hoàng coi. Cho quyền thoại mà em kia ba đâu rồi chứ. Ba em ba. Đây, cho Nguyễn cái phao câu luôn nè em. Tức này nhịn đi, qua ăn quá trời phao câu rồi. Qua ăn phao câu quá trời nhiều rồi, nãy ăn nữa. Con câu quá mà xui bên đây. Quá trời nhiều quá, anh Chung ngồi nó chật cái chờ nó trù. Ở đây cho thằng Tính ở đây trứng nữa nè, trứng nữa nè, sinh tồn mà em tưởng trứng nè. Ừ, em điện ổng kìa. Ôi trứng nè, tao đang định tôi hú tắt đi. Quá đã rồi. Cái đợt này ăn nó gì vậy? Con này cháy chừng mại vậy nè. Rồi đúng rồi, trứng vô nhúc nè. Quá trời ngon rồi anh em ơi. Này đắng đắng rồi nè. Đó vậy. Rồi cái trứng mày dính luôn vô cái phao câu nè. Bắn đuổi anh vô ngoài. Ăn đi rồi mất có ai ăn. Ăn hốt. Cái này đâu bình lên đó hả? Nè còn đây trong trứng nữa nè. Nhúc bình bình trứng luôn. Tao bố à. Trời gì mới ngon nhất đây. Mà cái nhà này ăn ăn trứng với mình nè. Còn quay nữa hả? Mày thơm dữ ta. Nhúc. Còn cá của Tài nha. Nó béo. Cá vẫn chung á. Khác á. Trứng nó béo. Nó ngon. Nó nên thằng mở mắt lên nè. Hôm qua là coi cho mẹ không bỏ đâu lắm. Hôm qua là coi cho mẹ xuống luôn đó. Anh nghe em đẹp kêu em vô em guồng đỡ đời thấy thấy đang đang vô nã vô tôi hú quay ra. Đừng có nghe ai ngon làm đi. Rồi tôi hú chạy. Qua ta ăn ngán rồi. Chạy rồi tôi hú làm gì được sốc. Làm đi làm đi. Trung làm đi, làm một mình một con đi Trung. Là cái đường mới đó công nặng mới vô đầu rồi. Mà nó tông trong vừa ha. Sau đẻo hai phát. Rồi hát vừa ngon á. Trúng hai cái luôn. Không ngon dở. Cái vừa ngon lắm. Vừa đi ra tiền qua bà thấy sao à. Cốc vừa ăn mỡ thấy ghê hồn mỡ luôn á. Cô mày mập. Tổ chức gì nè, anh em bên đây qua là cái phố làm con Tú nuôi phố. Con Lưng sau xây xăng xong mình qua cho Tú là cho phố nguyên con luôn đi. Ủa Lưng có săn sóc chưa ta? Bạn em có à. Hình như Lưng chưa săn sóc bao giờ. Bạn có đi bữa nào anh qua. Cậu ca. Lưng chưa săn sóc không? Chưa. Qua 3 ngày nữa hết chim đúng quá. Để nào dịp rồi Lưng qua. Đường khác. Để anh Khang lên. Chẳng có đường hết chim. Bệnh đi. Nó trên áo có chim. Thấy chưa? Chẳng được ăn go hết chưa? Hết chim. Cứ nhậu thoải mái chán là bảo đảm là hết ruột người luôn. Xem bên thầu săn thú được mình mới làm. Có nhưng mà ít. Nhậu thoải mái. Ăn ra. Sang tóc dài, nhậu. Nhậu xong xỉn. Nằm ngủ tới 9 giờ. Dạ nó làm tiệc gì đâu. 10 giờ sáng ra ruột sóc một tăng một tỉnh luôn. Kìa mới. Bay mượn té tôi dập chân. Té ít ít luôn mà. Vui lắm. Người ta đó cho nó ăn chó mặn, nếu quay đi quay chó nữa. Em mặn mặn chó đem chỉ miên chó đi quay. Chung ăn chó rồi. Ăn thịt chó. Chó vô, Chung không biết ăn chó à? Em đó em ăn á mà hồi chó em chết em nghĩ ăn. Chó em chết khóc quá trời khóc luôn, cứ hồi giờ em ăn nó ngon quá. Chó em chết khóc quá trời khóc luôn, cái cha em hầm cho nồi cha má em ăn cục thấy ngon quá. Hôm nay cứ ngang gì cũng không ngon miệng, đừng đứng đường ngang gì đó. Ôi cậu bay kìa, cậu ngang đầu luôn trời ngon xịt luôn. Giờ cậu bay kìa. Vì là nãy mấy thằng đứng cậu á. Đứng lại lúc. Mấy thằng rider hay gì đó không? Từ đó về sau trứng sẽ có biệt danh là trứng chiếu hậu. Trứng chiếu hậu. Điện thoại rồi. Không kịp, không kịp. Kêu nó lạnh nắng lạnh nhúc đi, cho nó đi đi. Tại quá. Nhắc anh Minh với Trung Bình hoài luôn. Đội nón vô. Đứng hoài mà. Tại vì em nhiều lần là giống như đứng chốt. Không vậy rồi. Nó 5 giờ hết giờ. Cứ đi dạy. Để nó cho hả? Hả? Là mấy anh kia mù hả? Có. Nó thấy nó thèm bắt. À. Tự tin á. Nó tưởng nó chắc này không có tội gì đâu, nó cho đi. Còn mấy anh núp núp nó lụm. Nãy em kêu nói cái này nó dừng nó bắt cái tướng ơi. Tính chơi là nơi nguy hiểm nhất, tên nhìn nó an toàn nhất hả? Tính nói gì à? Hai đứng ngay chân luôn mà không? Em hay làm vậy lắm á. Đuôi nè. Đuôi có kìa. Cảm ơn sao trước em chú. Sao được bữa nay xiên đứng đó cho bắt còn nhóc rồi trời. Có thằng cái gì đúng xui rồi. Thằng trước đi có gì đó anh sao? Để cho mình đi quậy. Lúc mới qua tôi hú bị mắc bao câu rồi. Em mới làm nửa cái rồi đó. Siêu nhanh vậy. Làm cái đi cho trắng. Tới. Gọi hộp hết luôn. Đi qua nó nhé.
hết giá trị rồi. Còn được miếng gan. Nó hú không sáng rồi thôi, thôi ăn vậy. Làm cái gì cho ăn vậy trống? Chế gì kỳ vậy trống? Quá là nguyên vị luôn anh. Chết bà rồi, thằng ăn cái hú này không được rồi. Cái gì vậy? Chim này sao đắng thế? Có dai như này, cắn nó dai như này xuống rồi. Nãy em ăn con này cũng đắng anh à? Ừ. Sao nó đắng? Giờ em ăn gì?